Danh xin kính chào toàn thể quý vị anh chị. Chiều hôm nay thì Trần Danh đang có mặt trên cái con đường bê tông 3 mét này. Tọa lạc ở đây là xã Đông Thạnh nha anh chị. Tổ 56 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cái con đường trước mặt anh chị là đường Đông Thạnh Nam nha. Cũng là đường Nguyễn Thị Mười. Đi mình đi ra này, mình phải bên tay phải đi thẳng ra đường Đặng Phúc Vịnh nha anh chị. Đặng Phúc Vịnh. Chiều hôm nay thì Trần Danh sẽ quay cho anh chị mình xem một cái căn nhà có tổng diện tích là 105 m². Chiều ngang theo mặt tiền đường là 4,1 m anh chị. Còn chiều dài vô là 26 m nha. 26 m. Căn nhà này có cái địa chỉ là 86/5, ấp 56 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn anh chị. Dân cư ở đây thì cực kỳ đông nha. Nhà ở sang sát anh chị. Dân cư ở ổn định hồi xưa giờ. Một cái căn nhà rất là rộng nha anh chị. Đầu tiên mình sẽ đi vào là thấy một cái khoảng sân này. Cái khoảng sân này thì đậu được khoảng hơn 10 chiếc xe máy nha anh chị. Rất là rộng nha. Bên này thì có một cái hồ cá. Chủ nhà có thiết kế một cái hồ cá câu anh chị. Nuôi cá nha. Đây, mua nhà ở tận luôn cây khế. Đang có trái luôn. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Căn nhà mình rất là cao ráo nha. Mua về ở thì cực kỳ ngon luôn. Nhà ở mát mẻ, sạch sẽ. Ui, đây là khu dân cư nha anh chị. Đây, bước vào cái phòng đầu tiên này. Đây là phòng khách anh chị. Cái nhà của mình thì có kết cấu là một trệt, một lửng. Công năng sử dụng bao gồm là một phòng khách, một sân để xe, một nhà bếp, 3 phòng ngủ và 2 cái nhà vệ sinh nha anh chị. Một khoảng không gian giếng trời để mình phơi đồ nữa, lấy sáng lấy gió cho căn nhà nữa nha. Đây Thành Danh sẽ bước vào phòng khách. Đây là phòng khách nha anh chị. Đầu tiên mình vào thì mình sẽ thấy được có 2 bức tranh hai bên. Bức tranh đầu tiên là mã đấu thành công. Còn bức thứ hai nè chị, bức thứ hai bên này là thuận buồm xuôi gió nha. Có 2 bức tranh này thì nó cho mình một cảm giác rất là chill trong căn nhà anh chị. Và những cái câu nói giúp mình có động lực cố gắng làm ăn nha anh chị. Thuận buồm xuôi gió này là mình làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió, công việc lúc nào cũng trôi chảy nha. Đây trên trần anh chị. Trần của ngôi nhà này thì được làm bằng thạch cao, dược hộp. Rất là đẹp nha anh chị. Màu tông chủ đạo là màu trắng xanh. Có một cái đèn chùm pha lê ở chính giữa. Cộng với đó là một cái đèn hát anh chị. Những cái dải đèn hát màu xanh. Tạo cho cái căn nhà mình nó thêm cái sự đẹp đẽ nha. Cuốn hút. Đây là cái không gian cầu thang để đi lên cái tầng lửng anh chị. Chút nữa Thành Danh sẽ khám phá sau nha. Ở dưới tầng trệt của mình thì có một phòng ngủ dành cho người lớn tuổi này. Có một phòng ngủ anh chị. Đây, cái phòng ngủ đầu tiên dưới tầng trệt đây. Nhà mình thì tất cả các phòng ngủ đều có hệ thống ống đồng nha anh chị. Chủ đã gắn hệ thống ống đồng rồi. Anh chị mua về chỉ cần là mình mua máy lạnh về mình gắn thôi. Không có cần gì thêm nha. Ở trong phòng này thì bắt đầu chủ làm bằng la phong nha chị. La phong trần. Cửa thì làm bằng cửa sinh pha, cửa nhôm sinh pha. Đây là cái hành lang dưới tầng trệt anh chị. Bước xuống tới này thì sẽ có một cái không gian phòng bếp. Đây Thành Danh sẽ zoom nhỏ lại cho anh chị mình xem kỹ hơn cái không gian phòng bếp. Đã có tủ bếp anh chị. Tủ bếp bằng nhôm, mặt bếp là bằng đá hoa cương, tủ bếp cũng này anh chị, tủ bếp là bằng nhôm luôn nha. Đã có lavabo này, bên này là lavabo để rửa chén này, bên này là dành để bếp ga nha chị. Bên này thì có một nhà vệ sinh, đây là nhà vệ sinh dưới tầng trệt anh chị, có nước nóng nước lạnh đầy đủ nha. Nhà mình thì sử dụng cái hệ thống nước nóng, nước lạnh đầy đủ hết. Nhà rất là mới nha chị.
Tiếp theo thành dân sẽ cho anh chị mình xem luôn cái không gian giếng trời của cái nhà mình nha. Đằng sau này thì chủ có trừ một cái khoảng không gian giếng trời anh chị. Đây, lấy sáng lấy gió anh chị. Cho nên cái nhà lúc mình á, lúc nào á, gió nó thổi trên kia này, nó qua cái cửa này anh chị, cái cửa hậu đằng sau này. Cho nên cái nhà mình lúc nào nó cũng được thông thoáng anh chị. Đây, ba cái nhà mình thì có ba phòng ngủ, ba cái hệ thống ống đồng anh chị, ba cái dây ống đồng này là chủ nhà bắt ra đây hết. Sau này anh chị mình mua về á, mình bắt máy lạnh á, thì mình cứ gắn mấy cục nén, cái cục nén chỗ này anh chị, cục nén ngoài này nè. Ở trên kia là có cái phòng ngủ, chút nữa thành viên sẽ quay luôn nha. Cái mái nhà mình á, cái mái là mái tôn anh chị, nhà mình thì ở trên cùng là bằng mái tôn nha, mái tôn. Cái căn nhà này pháp lý là sổ hồng chung nha chị, sổ hồng chung đã có hồ sơ kê khai của xã xác nhận năm 1993. Đây là cái cầu thang đi lên tầng lửng anh chị. Bây giờ thành dân sẽ đi lên tầng lửng khám phá cho chị mình xem nha. Cầu thang thì làm được cái mặt đá là bằng đá đá hoa cương anh chị, hoa cương mà thuộc dạng kim tuyến nha, cho nên rất là đẹp nhỉ. Anh chị nhìn vào cái đá thì rất là sắc sảo, lấp lánh anh chị. Tay nắm cầu thang thì là được làm bằng gỗ, còn dưới đây là bằng kính anh chị, kính này, kính nha. Đây thành viên sẽ đi lên cái tầng lửng luôn. Ở trên tầng lửng thì nó có hai cái phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh anh chị, hai phòng ngủ. Ở trên đây cũng có la phong này, la phong thả. Đây là cái không gian phòng ngủ thứ nhất ở trên tầng lửng anh chị. Nó cũng giống với cái không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt thôi, cũng là đều có ống đồng âm tường, không có khác gì nha anh chị. Cửa vẫn là cửa nhôm sinh pha, cửa rất là dày anh chị, chắc nha. Chủ sửa lại căn nhà này rất là đầu tư anh chị. Đây là cái phòng ngủ thứ hai trên tầng lửng, cũng có tất cả các thiết bị nha anh chị, đèn nữa. Nhưng mà căn phòng này nó có một cái ưu điểm mà thành viên cực kỳ thích, đó chính là có một cái cửa sổ hậu anh chị. Cái cửa sổ này thì nhìn thẳng ra cái đằng sau ra cái nhà mình luôn. Gió thì từ ở ngoài kia nó tấp vô chị. Cái phòng này rất là mát nha, cái phòng cực kỳ mát luôn. Ở trong này thì có một cái nhà vệ sinh nữa chị, nhà vệ sinh bên này ở trên tầng lửng nha. Đây, thành viên xin kính chào toàn thể quý vị chị nha. Đây là cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này thì chủ ốp cái gạch anh chị, ốp cái gạch mà lên tường á là 7 viên gạch, mỗi viên là 30 phân là 2m1 chị. Nó cao 2m1 cho nên cái nhà vệ sinh mình nó rất là sạch. Rất là sạch nha chị. Đây thì bên hông thì có những cái cửa sổ, chủ tận dụng cái bên hông mình nha chị, người ta còn chưa xây nhà cho nên còn đất trống. Cho nên chủ làm hai cái cửa sổ bên hông để lấy sáng, lấy gió cho cái căn nhà của mình nó luôn được là thông thoáng mát mẻ như vậy. Cái căn nhà này thì hiện tại chủ đang kêu cái giá là 2 tỷ 180 triệu đồng còn thương lượng. Anh chị này quan tâm thì cứ liên hệ thành danh theo số điện thoại là 0903 29 4579 để biết thêm thông tin chi tiết. Thành nhân sẽ dẫn anh chị mình đi xem trực tiếp cái căn nhà này. Kèm theo đó thành nhân sẽ làm cho anh chị một cái giá cực kỳ tốt để cho anh chị mình sở hữu được cái căn nhà này nha anh chị. Quy hoạch ở đây hiện tại đang là khu dân cư. Căn nhà này là sổ chung nha anh chị. Hình thức mua bán là vi bằng. Anh chị mình mua thì mình ra phòng công chứng mình lập cái vi bằng anh chị, vi bằng thừa phát lại đó, bằng giấy tay anh chị, người ta gọi là bằng giấy tay đó. Căn nhà này hiện tại đã đạt đủ điều kiện để mình cấp sổ hồng nha, đã được đủ điều kiện rồi.
Sau này Hóc Môn nó có một cái được kê khai hợp thức hóa sổ thì cái nhà này đã đủ điều kiện anh chị, có thể ra được sổ hồng nha. Về sau này thì cái nhà này ra được sổ hồng anh chị, đủ điều kiện, diện tích thì rất là rộng rồi. Nhà này ở lâu dài nha anh chị. Những cái nhà mà ở ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 2014 thì có cơ hội được làm sổ hồng nha anh chị, hợp thức hóa ra làm sổ hồng nha. Vừa rồi thì quận 12 nó có một cái đợt kê khai họ làm một sổ hồng anh chị, một cái đợt kê khai làm sổ hồng ở quận 12 thì cũng có rất là được nhiều nhà ra được sổ hồng anh chị. Cái nhà mà ngang 4 dài mờ cũng ra được sổ hồng luôn. Cái diện tích đó thì mới có 40 mét vuông thôi, còn cái nhà này thì nó tới 105 mét vuông anh chị, cho nên cái nhà này là dư điều kiện để mình hợp thức hóa ra được sổ hồng luôn nha. Tiếp theo sản dân sẽ đi từ vị trí cái nhà này đi ra cái hướng là ngã tư của đường Đặng Thúc Vĩnh, Bùi Công Trần, Lê Văn Khương và cái đường đi lên hướng Củ Chi anh chị. Cái con đường trước nhà mình á, là nếu mà đứng từ đây anh chị, mình quẹo bên tay phải sẽ ra đường Đông Thành Nam, mình đi ra Đặng Thúc Vĩnh nha. Còn mình quẹo hướng bên tay trái mình là sẽ đi ra đường Lê Văn Khương. Hẻm này là hẻm thông anh chị, hiểm thông. Nhà còn rất là đẹp anh chị. Anh thích hợp cho anh chị mình mua về ở. Nhà này thì mình ở khoảng gia đình mà phải 5-6 người ở vẫn còn dư sức anh chị. Ở dư sức luôn nha. Một cái căn nhà phải gọi là cực kỳ đẹp. Chủ rất là tâm huyết khi mà sửa cái nhà anh chị. Mọi thứ là chủ làm cực kỳ đẹp. Giá chủ đang kêu là 2 tỷ 180 triệu nha anh chị, cho một cái căn nhà 105 mét vuông, chiều ngang theo mặt tiền đường là 4,1 mét, chiều dài vô là 26 mét, pháp lý là sổ hồng chung nha anh chị, mua bán bằng hình thức vi bằng thừa phát lại. Quy hoạch ở đây là khu dân cư nha anh chị, này quan tâm thì cứ liên hệ Thành Danh nha anh chị theo cái số hotline đang hiển thị trên màn hình. Thành Danh sẽ dẫn anh chị mình đi xem nhà trực tiếp nha. Rồi cảm ơn toàn thể tất cả anh chị đã xem video nha. Bây giờ Thành Danh sẽ xuất phát từ vị trí nhà đi ra cái hướng ngã tư của đường Bùi Công Trần nha anh chị, và đi về hướng chợ Hóc Môn nha. Thành Danh xin cảm ơn. Vừa rồi thì Thành Danh đã quay cho anh chị mình xem cái thực tế của cái nhà mà hôm nay Thành Danh giới thiệu nha. Và bây giờ Thành Danh sẽ cho anh chị mình xem luôn cái về cái thông tin quy hoạch của nó. Về pháp lý cái nhà này thì pháp lý là sổ hồng chung anh chị, sổ hồng chung đã có hồ sơ kê khai của xã xác nhận năm 1993 nha. Về thông tin sổ sách thì anh chị mình cứ liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị bên dưới để gặp Thành Danh. Thành Danh sẽ gửi cái thông tin sổ sách qua cho anh chị mình xem nha. Còn bây giờ thì Thành Danh sẽ quay cho chị mình xem luôn cái thông tin quy hoạch của nó. Căn nhà mình thì nó nằm trong cái khung màu vàng anh chị. Căn nhà mà Thành Danh giới thiệu đó thì nó nằm trong cái khung màu vàng này. Quy hoạch ở đây hiện tại đang là đất ở hiện trạng. Đất ở hiện trạng có nghĩa là đất ở khu dân cư chị, đất khu dân cư. Hồi trước đây là cái căn nhà anh chị, nó nằm trong cái đất là đất hỗn hợp. Đất hỗn hợp. Sau này nó có một, vừa rồi thì cái năm 2023 anh chị, xã ở quận huyện Hóc Môn nó có thay đổi một, nó thay đổi quy hoạch của một số xã như Thới Tâm Thôn, Đông Thạnh, Sương Tích Thượng anh chị và xã Tân Hiệp nha. Nó thay đổi một phần thôi. Đó. Thì lúc trước 2023 thì lô đất mình, cái căn nhà thì nó có quy hoạch là đất ở hỗn hợp. Mà sau này thì huyện Hóc Môn đã thay đổi lại anh chị, thay đổi cái thông tin quy hoạch lại, chỗ này là đã thành đất ở nha, đất ở khu dân cư cũng như là đất ở hiện trạng anh chị. Đường trước nhà mình hiện tại đang là 3 mét, có đoạn 3 mét, có đoạn 4 mét anh chị. Đây là vị trí căn nhà nha, Thành Danh cho anh chị mình xem nha. Cái đường hẻm này thì nó chưa cập nhật anh chị, đường hẻm này là đường đi thông, nó đi thông ra đường Lê Văn Khương của quận 12 nha. Ngoài này thì cái đường Đông Thạnh Nam nè anh chị, Đông Thạnh Nam
Nguyễn Thị Mười, lộ giới là 12 m. Còn cái con hiểm nha, nhà mình đó, lộ giới trên pha bên này đang để 7 m chị. Nếu sau này mà bên xã Long Thạnh họ có mở đường thì cái đường này là 7 m nha. Từ tâm đường mở ra mở bên là 3,5 m. 7 m nha chị. Ngon là đi đường Đặng Thúc Vịnh nè. Đặng Thúc Vịnh. Chút nữa Thành Vinh sẽ đi xe máy, Thành Vinh qua cho anh chị mình từ cái vị trí căn nhà đi ra đường Đặng Thúc Vịnh và đi lên hướng ngã tư anh chị. Ngã tư, đây đường Đặng Thúc Vịnh này. Đây là đường Lê Văn Khương của quận 12. Đây là đường gì ta? Đi xã Nhị Bình anh chị, Nhị Bình. À đường Bùi Công Trân, đây thì đây cũng chừng. Lộ giới 40 m đi thông ra đường đi thông ra tới quốc lộ 1 anh chị, quốc lộ 1A là nha. Quốc lộ 13 cũ chứ. Quốc lộ 13 cũ đi ra tỉnh Bình Dương nha. Còn đây thì đi ra xã Nhị Bình của huyện Củ Chi. Thành Danh sẽ đi ra tới ngã tư này, Thành Danh quằn lại và đi ra tới này là chợ Đông Thạnh ngồi đây anh chị. Chợ Đông Thạnh ngồi đây, Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh ngồi đây luôn. Đó, về thông tin hoặc thì anh chị mình cũng đã nắm rồi nha. Đến với kênh Bất Động Sản Minh thì anh chị mình cứ yên tâm về quy hoạch. Quy hoạch đến với kênh Bất Động Sản Minh thì quy hoạch cũng nằm phải chuẩn anh chị. Khi mà quay một sản phẩm lên thì quy hoạch sổ sách giấy tờ thì phải chuẩn. Không có dính một gì nha anh chị. Anh chị đang xem video trên kênh Bất Động Sản Minh thì hãy nhớ cho kênh một like anh chị. Kênh một like kèm theo đó là nhấn cái nút đăng ký màu đỏ anh chị. Và bật cái chuông thông báo lên để cập nhật những cái video mà sớm nhất mới nhất về đất đẹp giá rẻ của thành phố Hồ Chí Minh trên kênh Bất Động Sản Minh nha chị. Yeah. Và tiếp theo Thành Danh sẽ quay cho anh chị mình xem từ vị trí căn nhà đi ra đường Đặng Thúc Vịnh nha. Và đi về hướng chợ Đông Thạnh. Đi về chợ Hóc Môn nha chị. Ok, let's go. Và bây giờ Thành Danh sẽ xuất phát từ vị trí căn nhà nên vậy. Căn nhà ngang 4m1 và 26 mà Thành Danh hôm nay giới thiệu nha. Cái con đường trước nhà hiện tại đang là 3m anh chị. 3m nha. Hẻm này thì hẻm 3 gác vào được, ô tô vào không được nha anh chị. Dân cư đây thì rất là đông. Đi ra này thì đường Đông Thành Nam rồi anh chị. Từ căn nhà mình nó cách cái đường nhựa khoảng 60m nha. Đi ra đường Đặng Thúc Vịnh thì chưa tới 150 m đâu. Ra đường Đặng Thúc Vịnh anh chị. Vì thời lượng có hạn cho nên Thành Danh xin tua nhanh cái video xíu nha. Đi ra đài đường Đặng Thúc Vịnh này. Ngoài này thì dân cư rất là đông đúc. Mặt tiền kinh doanh buôn bán không anh chị. Cửa hàng xe Honda, ngân hàng, chợ, ủy ban nhân xã, trường học. Tất cả mọi thứ đều có anh chị. Đi ra tới ngã tư rồi này. Cái nhà mình thì nó nằm rất là gần quận 12 anh chị. Sát quận 12 rồi. Cho nên về cái mức độ phát triển thì sau này cái xã Đông Thạnh nó là một cái xã mà có rất là có tiềm năng để phát triển anh chị. Nó gần quận 12 thì nó luôn luôn phát triển trước. Đi tới ngã tư thì Thành Danh sẽ quay đầu lại và đi hướng ngược lại anh chị để đi về chợ Đông Thạnh, ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh. Và đi thẳng nữa thì mình sẽ ra tới chợ Hóc Môn luôn nha. Đây Thành Danh đi ra tới chợ Đông Thạnh nha chị. Dân cư quá đông luôn. Đường thì rất là rộng. Một cái con đường Đặng Thúc Vịnh là con đường mà rất là rộng anh chị. Cũng phải dạng nhất nhì ở môn á. Nó còn hơn cả đường Tô Ký luôn anh chị. Ngồi này thì quán xá rất là đông nha. Làm ăn kinh doanh thì khó bàn rồi. Từ đây mình đi thêm khoảng một xíu nữa thôi là sẽ tới chợ Đông Thạnh nha anh chị. Đầu tiên thì mình sẽ gặp một cái trường trung học phổ thông Hòn Ho Thám trước. Sau cái trường trung học phổ thông này thì sẽ tới chợ Đông Thạnh nha chị. Đây là cái trường học này. Đi nữa chị sẽ tới chợ Đông Thạnh. Cáp Food gì vậy? Cáp Food. Tại chợ Đông Thạnh nha chị. Đối diện luôn sẽ là ủy ban nhân dân của xã Đông Thạnh nha. Mình đi thẳng khoảng hơn 2 km nữa sẽ ra tới chợ Hóc Môn luôn. Cũng rất là gần chợ Hóc Môn chị. Từ căn nhà mình đi về ngã tư Sương khoảng 7 km nha chị. Anh chị nào quan tâm căn nhà mà hôm nay Thành Danh giới thiệu này là tổng diện tích là 105 m², chiều ngang thêm mặt tiền đường là 4,1 m, chiều dài vô là 26 m, kết cấu là một trệt một lửng, có một sân để xe,
một phòng khách, một phòng ăn, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh là một cái khoảng không gian giếng trời anh chị. Nhà mình thì xài nước năng lượng mặt trời, nóng lạnh đều có. Trong phòng thì chủ có đi luôn cái hệ thống ống đồng cho anh chị mình nha. Mua về thì mình gắn máy lạnh xài thôi, không có cần đi thêm ống gì nữa. Giá căn nhà mà chủ đang kêu bán là 2 tỷ 180 triệu đồng còn thương lượng nha chị. Anh chị nào quan tâm căn nhà này thì hãy liên hệ số hotline ở bên dưới nha chị. Tới đây thì clip cũng đã khá là dài anh chị, cho nên Thành Danh cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.